Hướng dẫn sử dụng két sắt Việt Tiệp khóa cơ có 4 mã số, dòng két sắt đứng, bản nền nổi và có tay nắm. Đầu tiên, trước khi mở két, các bạn cắm chìa khóa vào trước, sau đó xoay chìa khóa sang bên phía bên tay phải. Bước tiếp theo, các bạn xoay cái mã số theo mã số của nhà sản xuất. Đầu tiên, theo hướng dẫn, công ty có ghi vặn núm số theo chiều kim đồng hồ 4 lần đến số 65. Có nghĩa là bạn lấy dấu đỏ ở phía trên cùng này làm mốc và số 65 này qua dấu đỏ 4 lần thì được tính làm 4 vòng từ bất kể số nào. Ví dụ ở đây là số 82, có nghĩa là số 65 qua số này 4 lần về phía kim đồng hồ và là về phía bên phải này 4 vòng thì tính là 4 vòng, thì tính là 4 lần, tính là 4 vòng. Ở số 65 qua dấu đỏ 1 lần ta tính là 1 vòng. Chú ý khi các bạn quay đi thì không được quay ngược lại. Số 65 qua dấu đỏ 2 lần thì tính là 2 vòng. Tương tự như vậy, số 65 qua dấu đỏ 4 lần thì các bạn tính là 4 vòng. Vòng đầu tiên các bạn có thể quay quá một vòng cũng được, không sao cả. Đó. Sau khi quay đến số 65 rồi, bước tiếp theo, vặn núm số theo chiều nghịch kim đồng hồ 3 lần đến số 01. Có nghĩa là các bạn lại lấy dấu đỏ ở phía trên cùng này làm mốc tiếp và số 01 quay ngược lại, tức là nghịch kim đồng hồ này 3 lần về đây tính là 3 vòng. Thì cứ qua dấu đỏ 3 lần tính là 3 vòng, mình bắt đầu quay số 65 này ngược lại. Đây tính là 1 vòng. Chú ý khi quay đi các bạn cũng không được quay ngược lại. Đây tính là 2 vòng. Vòng cuối cùng các bạn quay từ từ thôi, bởi vì nó là vòng chót cuối cùng, cần chính xác cao. 3 vòng. Bước tiếp theo, các bạn thuận tiếp theo hướng dẫn vặn núm số theo chiều nghịch kim đồng hồ 2 lần đến số 61. Có nghĩa là các bạn lại lấy dấu đỏ phía trên cùng này làm mốc và số 61 qua dấu đỏ lấy 2 lần tính làm 2 vòng. Ta quay theo kim đồng hồ. 1 lần số 61. Vòng cuối cùng các bạn xoay từ từ thôi, vì là vòng chính xác. 2 vòng 61. Bước tiếp theo, vòng cuối cùng vặn núm số theo kiểu nghịch kim đồng hồ 1 lần đến số 82, có nghĩa là số đây là số 61, số 82 nghịch kim đồng hồ tức là ở ngay đây, ở ngay phía chỗ này rồi. Thì cái vòng cuối cùng các bạn quay từ từ thôi, vì nó rất gần để mở ra 82. Đó. Vậy khóa mã đã được mở và khóa chìa cũng đã được mở. Các bạn rất đơn giản, chỉ được nắp tay nắm lên trên. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc két sắt ra. Đặc biệt có một chú ý nữa, trong lúc các bạn mở két sắt ra thì vô tình cái chốt này nó đã bị lao ra bởi hệ thống cái phần có cái cò ở bên ngoài này. Khi đóng lại nó sẽ đập vào cái thành bên này làm cái chốt này của các bạn lao ra, và khi đóng lại các bạn lại không đóng lại được két. Nhiều người cứ nghĩ là két bị hỏng bởi vì cái mật mã ở đây đã bị xoay đi bất ổn. Thì rất đơn giản thôi, khi mà cái chốt khóa này lao ra thì chúng ta coi như trường hợp là két của các bạn đang bị khóa. Vị trí các bạn chỉ việc quay về theo đúng cái mã số mà mình đang sử dụng. Bởi vì ở đây là mình đang quay nó ngắn, thành ra các bạn có thể về luôn số cuối cùng là mở được ngay. Còn không thì các bạn phải làm lại thao tác mở từ đầu. Để mở được cái két này ra thì chốt nó sẽ thụt vào như này. Đấy, thì các bạn sẽ đóng lại được két sắt bình thường. Trên đây là clip hướng dẫn sử dụng két sắt Việt Tiệp của công ty két sắt Việt Tiệp. Mọi chi tiết các bạn xin liên hệ theo số hotline tổng đài của công ty 1900 989932 hoặc truy cập trực tiếp vào website của công ty ketvietiep.com.vn. Xin chân thành cảm ơn.